bắt đầu học lớp, chào thầy. Nhìn thầy nhá. Con chào thầy ạ. À, chào cả lớp, hoan nghênh cả lớp. Trước khi vào giờ học thì đề nghị những bạn nào đứng ở trong hàng tuyệt đối không được chạy khỏi vị trí của mình ở lớp đó chưa? Rồi ạ. Bạn nào chạy ra khỏi vị trí của mình thì sẽ phạt. Ở lớp hai chân rộng nam vai, tay sang ngang. Vào lớp khởi động cơ ngực chân đẩy. Nào lớp khởi động mạnh lên một chút nào. Rồi lớp chuyển động tác cơ thể, hai tay sang ngang, xoay khớp cổ tay, xoay tròn mắt nhìn thẳng. Rồi lớp chuyển động tác cơ thể, hai tay của lớp mở ra để đi không. Lớp tập khớp cổ cơ thể, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, lớp xoay khớp cổ. 1 2 3 4 5. Lớp xoay ngược lại cho thầy. 1 2 3 4 5. Rồi, lớp chuyển động tác này nào. Hai tay của chúng ta mở lên, chúng ta để lên vai. Lớp xoay khớp vai rồi. 1. Rồi lớp cố gắng xoay vòng vai rộng ra nào. Lớp tập trung thế nào. Rồi lớp xoay ngược lại. Lớp xoay ngược lại. Rồi lớp chuyển động tác. Hai tay của chúng ta để vào hông, chúng ta xoay khớp hông này nào. Xoay khớp hông vòng rộng ra để tác động lên cột sống tử ra. Xoay ngược lại cho thầy. Xoay ngược lại. Rồi lớp chuyển ra thầy. Hai chân đứng rộng ra bên vai, hai tay để đầu gối. Rồi lớp xoay từ ngoài vào trong. Xoay từ ngoài vào trong. Nào lớp xoay mạnh lên nào. Rồi, cái lớp xoay ngược lại từ trong ra ngoài, kéo cái chân từ trong ra ngoài. Lớp chuyển động tác ra này, hai tay chúng ta mở ra, đan tay vào nhau. Lớp xoay cổ tay ra này, xoay được tròn cổ tay, dẹp cổ tay ra. Nào, lớp xoay mạnh lên ra này. Có xoay không? Rồi, lớp xoay luôn cổ chân thế này. Xoay luôn cổ chân. Lớp đổi chân thế này nào. Rồi. Lớp mở tay ra. Rồi. Chủ đạo. Em tóm hai tay vào chân. Chưa? Lớp ép ra sau cái này. 1 2 3 4. Thằng nào cười nhỉ? 5 6 7 8 9 10. Rồi chúng ta chuyển tác. Lớp thủ thế. Hai tay để lên nách, nắm chặt tay. Hai chân rộng ra vai của lớp đấm thẳng như này. Nắm một quả trước rồi chưa? Không được gập cổ tay như này, lớp thẳng cổ tay ra. Con thẳng cổ tay ra như này à? Con thẳng cổ tay ra như này. Lớp nắm chặt cổ tay nào, nắm chặt. Đúng rồi, ngón tay cái chúng ta để ở đây nhá. Rồi, chúng ta sẽ đấm tay phải trước. Phải lùi chân đi. Ok. Chúng ta đấm tay phải trước, đấm một quả xong thì nữa sẽ đấm hai quả. Lớp hô thật to lên, hay thật to lên cho thầy nhá. Chú ý. 1 2. Rồi khen ở lớp. 2 3 2 4 2 5
đấm hết rồi đúng không? Bây giờ đấm cho thầy hai quả này, đấm thật mạnh hô to nào. 1 chặt tay lên. 10 rồi, hai người phải đợi. Chúng ta vừa tập đấm thẳng đúng không? Đấm một quả, hai quả. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung bình tấn như này. Các bạn nhớ trung bình tấn không? Nào, bạn nào kia, con đứng lên nhanh. Để bạn bây giờ xong. Lớp tập nghiêm túc nhá. Bạn nào cũng tập nghiêm túc, thầy cho lên thì phạt nào. Yo! Yeah! Thủ thế! Thủ thế! Cả lớp tập cho lời trung bình tấn. 1 2 Thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng. Cả lớp thẳng lưng lên cho thầy. Đúng rồi. 2 tấn gì ấy nhỉ? Trung bình tấn. Tấn gì nói to xem thầy. Trung bình tấn. Rồi, hoan hô ở lớp. Bây giờ chúng ta sẽ tập cái này linh tấn phải. Ở lớp còn nhớ linh tấn phải không? Có. Rồi, các em ở lớp, bây giờ ở lớp tập linh tấn phải này nhá. Yêu. Yêu. Thủ thế. Thủ thế. Lớp tập linh tấn phải. Thẳng cái chân ra, con nhầm chân rồi. Thế, đúng rồi. Một chân nữa, thấp xuống cho thầy là mắt nhìn vào trong đường nào. Được chưa? Chân phải của chúng ta đâu? Hơi. Hơi. Đứng thấp chân xuống, một chân thẳng ra nào, mắt nhìn thẳng. Ba. Hơi. Bốn. Hơi. Năm. Hơi. Sáu. Chúng ta vừa tập tấn gì ấy nhỉ? Trung bình, đinh tấn. Đinh tấn phải. Đinh tấn phải, đinh tấn trái. Đinh tấn phải, đinh tấn trái. Rồi, hoan hô cả lớp nào. Cả lớp còn nhớ quay hạt tấn phải không? Nào, thầy phạt bạn nhà nhá. Xong nhá, xong tập nghiêm túc không? Nào, xong nghiêm túc không? Người bạn nhá, con phải nghiêm túc để cho lên kia này. Đó. Nghiêm. Nghiêm. Lớp thủ thế. Thủ thế. Tập cho thầy bạch hạc tấn phải. Cả lớp nhớ bạch hạc tấn phải hay là bạch hạc tấn sang đó. Giờ đây có hai tên cả lớp nhá. Cả lớp bạn nào chưa nhớ thì nhìn thầy này. Một. Tập theo thầy. Hai. Đúng rồi, dây lên cao đây nào. Hai. Người ra nè, mắt nhìn nè. 3 2 4 2 5 2 Người ra nữa. 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 10 Nghiêng. Chúng ta vừa học tấn gì nhỉ? Bạch hạc tấn. Phải. Có bạch hạc tấn trái không? Có. Có bạch hạc tấn trái và bạch hạc tấn sai. Chúng ta tập lại một lần nữa cho nhớ đã nhá. Tập lại một lần nữa cho thầy nào. Yêu. Yêu. Thủ thế. Thủ thế. Tập bạch hạc tấn phải. 1 lớp tập mạnh mẽ lên là hai tay kíp vào này, cái ngón tay kíp vào thầy này. Yeah. Hai. Hai. Ba. Hai. Bốn. Hai. Năm. Hai. Sáu. Hai.
chưa? Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tấn khác nào. Thủ thế. Cả lớp tập cho thầy tay gạt ngoài. Xong thì rồi chúng ta sẽ ghép vào tấn cho nó dễ, được chưa? Hai chân đứng rộng ra vai, song song thì vai. Nào con tập chưa? Cả lớp mắt nhìn lên thầy nào. Lớp chú ý. Một. Hai. Rồi tập mạnh nhá. Chị Bơ không được gặp cái cổ tay như này, cả lớp có chưa? Cả lớp phải để cái cổ tay thẳng ra, để tay lên nách. Nào được chưa? Rồi. Nào cùng dư một chút. Nào bạn nào nghịch nhá. Nhấp chân, nhấp chân. Còn lại lần nữa.